lại là wow, nó kẹp, nó kẹp này hay không? Ui, ui. Dạ. Kẹp trứng gác à? Ủa, mà giảm hết cái khác thì tao hả? Rồi, quý vị anh chị các bạn thân mến, hiện tại thì Kiên đang có mặt ở số 54 Tân Sơn Nhì, đường Tân Sơn Nhì của Tân Phú nhá. Thì chắc có lẽ ở Sài Gòn ai cũng nhắc đến tôm càng xanh 32K thì sẽ không thể nào quên được cái quán tôm quán ở đây, quán ở số 54 Tân Sơn Nhì đây. Thì Kiên ở đây thực sự Kiên cũng chia sẻ rất là nhiều rồi, nhưng mà hôm nay đi qua đây thì thấy anh chị đang chuẩn bị đồ để bán trong buổi chiều này. Thì thấy là nó khá là đẹp, khi mà mới chuẩn bị ra thì nó đầy đủ hết mọi đồ thì quay nó đẹp hơn. Thì Kiên muốn quay lại chia sẻ với cả nhà này. Đây, giờ chúng ta sẽ đi qua đây nhá. Giờ mới có 3 giờ chiều mà đã có khách ngồi ăn rồi này. Đây, 3 giờ khách đã ngồi ăn rồi này. Hello bà chủ. Đây, mới chuẩn bị ra tôm rất là bự luôn này, nhả đeo. Nào là càng ghẹ này. Càng ghẹ. Càng ghẹ. Rồi đây, càng ghẹ rồi tôm hùm cua. Đây tôm càng xanh khủng luôn quý vị. Tôm càng xanh khủng luôn. Ồ, đây có tôm tít khổng lồ này. Trời ơi. Con này bán sao chị? 1 ký 7. Trời ơi, 1 ký 7. Tôm tít khủng này, trời ơi. Trời ơi, bự quá trời luôn quý vị. Con này mới nhập về luôn nè cả nhà. Hàng mới. Đây, mới nhập về luôn nha. Kiên chưa bao giờ thấy con tôm tít nào mà nó to như vậy á. Này, nó khỏe ghê á. Anh, con tôm tít này một con và bao nhiêu lạng anh? Cái này hình như là 3 con hơn ký. 3 con hơn ký to chứ vậy. Tôm tít nhưng mà nó to quá trời, anh phải cầm 2 con đi coi. Cầm 1 con căng lên hay là mình biết. Anh thử thân anh coi là bao nhiêu. Cái này mình nhập về một lần là bao nhiêu con anh? À, chị Nguyên nhập lần 5-10 ký. 5-10 ký hả? Wow, tôm tít bự quá hả? Ủa, đây là tôm á? Tôm em, tôm tít em. Tôm tít trứng à? Tôm tít trứng. Nó khác tôm tít bình thường á. Ồ, tôm tít trứng 1.700.000 một ký anh? Đúng rồi. 1.700.000 một ký rồi quý vị, tôm tít trứng này. Rồi rồi. Con là bao nhiêu anh? 3 lạng. Trời ơi, nó khỏe dữ vậy. 3 lạng một con nha quý vị. Rất là khỏe. Đây là cua này. Cua này là cua gạch, rồi cua thịt rất là chắc. Tôm càng xanh khổng lồ này. Em thấy tôm càng xanh nào to như này không? À, tôm càng xanh nào em thấy to như vậy không? Một cái càng của nó màu xanh đẹp ha. Rồi cua dây nhỏ xíu à, dây không có dây luôn á. Đấy, cả nhà thấy không? Đây bán bao nhiêu ký cua này anh? À, cái này là bình thường là anh bán 800 á, Tết 800 một ký luôn. 800 ký này, cua dây không có dây luôn, dây nhỏ. Nhiều chỗ dây nó bự quá trời luôn. Cái này là tôm lớn nè, mình hấp trước. Tôm lớn. Này tôm càng khủng này quý vị. Con cua gần ký. Rồi con cua. Con cua này cua cụ á, nhìn không? Alo. Cua bên này nó là cua gần ký luôn, ký con. Cua bự quá trời đúng không? Cua khủng á. Quá tuyệt vời luôn. Đây, ốc này. Này ốc ốc tỏi này. Ốc tỏi rồi ốc bưu này. Không phải ốc tỏi, ốc này là ốc giác. Tỏi, ốc giác, ốc mỡ này, ngao sữa, ngao sữa hả? Ngao sữa rồi quý vị. Ngao sữa này bán sao chị?
Này ngào sữa này. Ngào sữa rồi sữa tò này. Ô con này là con gì cô? Sò dương. Sò dương, cái này sò dương này. Ô cái này nó bị sao này? Nó còn gì nó bám vào đấy á? Nước biển hả chú? Nước biển. Con tôm này một con ký không chị? Này còn ký đấy. Con một ký bự quá trời luôn. Đây con này con này. Wow. Bự quá. Tôm hùm bông. Tôm hùm. Ồ cái con tôm tít này hấp sẵn rồi này. Hấp sẵn rồi. Đâu. Đây để đây mình xem tôm tít hấp trà tôm tít mà cả nhà mới thấy đó. Đấy. Sao? Hấp lên đây này. Tôm tít khổng lồ nhìn như kiểu quái thú á. Tôm tít trứng nha quý vị. Sao? Cái này là nó có trứng ở dưới đấy. Con này ăn béo lắm nhỉ? Béo này ăn béo. Đây chị mới vừa mới chuẩn bị ra để chuẩn bị bám này. Mình đi qua đây mình thấy mình quay cho cả nhà xem. Nó kẹp đầu ghê luôn á. Hai cái mai ở dưới đó nó rất là đau nha, kẹp rất là đau. Kẹp cái mai của nó này. Cái mai này nó kẹp đứt tay luôn đó. Cẩn thận nó kẹp đấy anh ạ. Ôi sợi. Thấy không? Cự không? Rồi, nó tôm. Cái càng của nó này, hai càng nữa này. Ghê hả? Ghê không? Rất là bự luôn, con này bao nhiêu đạn biết. Này là phải... Ba đạn chín ít. Ba đạn. Wow, nó kẹp luôn. Kẹp này hay không? Ủa, ủa. Dạ. Kẹp cái khác à? Ủa mà dám nó khác người ta hả? Đây là con tôm tít này. Tôm tít khổng lồ này cả nhà, thấy không? Được không? Nhìn cái hai cái mai của nó này không? Như một cái tôm cụm á. Rất là khỏe nha, con này rất là khỏe. Sắc nhờ, sắc. Ha. To, to. Rất là bự. Con này không biết khoảng bao lạng nhỉ? Con này 3 lạng. 3 lạng. Ai giờ? Rất là khỏe. Ghê không? Nó khỏe ghê luôn á. Ha. Ấy, ấy. Quay tôm tích sang tôm tích nha. Hả? Thôi đi về. Quay tôm tích xong về. Cái phần ở đằng trước này của nó giống mặc váy nhỉ? À. Cái này này.
Ấy. Nó giống như cái kiểu cái váy hả? Cái này là gạch đó em, tôi thích gạch. Gạch hả? Gạch á? Gạch á. Chứ còn tôm tích kia nó rẻ. Tôm này là gạch nó mới mắc đúng không anh? Gạch. Gạch to, gạch to. Khỏe nhờ. Hấp dẫn không? Mọi người có gì phải đến thưởng thức ngay nha. Ở đây là một ngày anh chỉ lấy có mấy ký thôi, 8 đến 10 ký thôi nên là nó vèo cái là hết à. Đấy. Nó rất là khỏe này, mình mà cầm tay này là nó thấy một cái tay luôn. Siêu to khổng lồ. Siêu to khổng lồ. Đấy, cho cả nhà xem tận mắt con tôm tít nó khủng như thế nào. Không, em thích cái con xanh xanh này. Con này là tôm hùm, tôm càng xanh khổng lồ. Tôm càng xanh khổng. Ôi em ơi, chuyên gáp nó chưa đem lên hả? Kêu đem lên chứ nát này. Đây này, cua này, con này là chuyên gáp, mở lắp ra rồi. Cua rất là bự luôn. Càng ghẹ này cũng rất là khủng này. Đây là hốc hương này, cả nhà thấy là hai chị mới vừa hấp xong là còn nóng luôn này, còn nóng hổi luôn quý vị. Hương, hốc hương. Cái này bao nhiêu ký vậy nhỉ? 1,2 ký. 1,2 một ký nhá cả nhà. Anh ở đây giết rồi mà không nhớ được giá. Giá mình hỏi hoài luôn á. Con này con gì to? Con này là ốc giác. Giác. Ốc giác này ha. À. Ốc giác. Em vô liền nghe, hết đồ làm rồi đó. Ốc móng móng tay. Ở đây mình bán đồ luôn đi. Thì em bán đồ cái gì nhá. Mại vô. Đây mình cầm hai con này mình làm avatar thôi. Làm avatar. Đó. À. Đây ở đây bà chủ bán đồ. Đây là hai con này là chị hấp lên này. To không? Đây cái ghẹ này. Thân. Làm avatar. À, chào mừng con. Chào bọn con. Hai con. Hai, chung hồng con. Hai con chứ. Vui. Ôi kinh nhật, cái ấy của nó sắc nhờ. Tết tay á. Tết tay luôn đúng không? Tết tay luôn cái nó. Lần đầu tiên em thấy con này luôn á. Bự đúng không? To hả? Cái này có cái tay bán là hàng là bự luôn. Dạ. Toàn siêu to khổng lồ. Đây nguyên một cái thau tôm càng xanh siêu to khổng lồ. Làm avatar luôn. Okay. Rồi, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi nha. Mọi người có thời gian hãy tới số 54 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú để thưởng thức hải sản ở đây nhá. Hải sản tươi sống 100% giá rẻ. Ok, bye bye. Bye bye. Tối mà em lại vui lắm. Biết rồi, em quay cảnh định vị thôi.